Thank you.
Vì Chúa, vì sao Chúa yêu chúng con quá nổi. Chúa ơi, chúng con niềm hạnh phúc nhất của chúng con là được thờ phượng Ngài, được ca ngợi Ngài và được phục vụ Ngài. Ôi Chúa ơi, chúng con ca ngợi về sự hiến của Ngài, sự hiến của Chúa mà chúng con được thành tài, chúng con được Ngài chấp nhận. Con tạ ơn Ngài. Chúng ta cùng ca ngợi Chúa. Amen.
mua chuộc chúng con. Chúa ơi, buổi trưa hôm nay có nhiều anh chị cho con nhớ nào. Chúa ơi, như cháu hạnh an, tâm của cháu cũng ca ngợi Chúa. Không vì đau khổ trên thân thể cháu, ôi Chúa, con xin Chúa hãy chữa lành cho cháu để cháu được mạnh khỏe. Cháu ở đây để ca ngợi Chúa với chúng con. Chúa ơi, lòng khát khao của cháu cũng muốn ca ngợi Ngài. Ôi Chúa, con xin Chúa thêm sức, Chúa chữa lành cho cháu.